Hello anh em miền Tây, anh em nhận ra bánh gì đây rồi chứ? Bánh da heo lá dứa, thơm quá trời luôn. Đặc sản miền Tây nhưng sinh ra để dành cho người Hà Nội. Anh em ạ, món này uống trà chiều thì number one luôn. Xin mời anh em thưởng thức cùng mình nhé. Cầm vào đã thấy mát rồi, thơm quá trời. Anh em ăn mì lợn luộc bao giờ chưa? Nó hơi giống, cũng dai dai. Chiếc bánh này hơi ngọt, thơm vị lá dứa, thơm mùi đỗ xanh, ăn hơi dai một chút thôi anh em ạ. Cắn vào nó sần sật sật, để uống với trà thì quá hợp lý. Vì món bánh này mình sẽ quyết định hè này mình sẽ vào miền Tây. Anh em miền Tây trong đó còn đặc sản gì nữa không? Giới thiệu cho mình biết với nhá. Cảm ơn anh em.